Dạ em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em có đi đơn bộ nồi của rim Việt Nam Wenpha ráp cho rim Thái nha cô chú. Nghe kỹ những cái câu mình nói. Đây là bộ nồi của rim Việt Nam lồng nhôm và Wenpha ráp cho rim Thái, nó cực ngon và nó rất là đơn giản, mua khỏi sợ lầm. Còn rim Thái bây giờ mà thí dụ cô chú chị mua đúng chỉ là hàng tồn kho 3 triệu hơn một bộ. Mà có mua đúng được hay không, toàn là mua hàng nhái không á. Thậm chí anh em bán hàng nội địa Thái gì toàn là hàng nhái không á, chứ không có hàng chính hãng đâu. Chính hãng chỉ có tồn kho thôi. Thì cái mã đó là cái mã dừng sản xuất nha cô chú anh chị. Kiếm đâu ra mà bộ Thái, không có bộ Thái mới nha cô chú anh chị. Đó là hãng đã dừng sản xuất, chỉ còn hàng tồn kho thôi. Không có ai sẵn. Thì để gáp cho kim Thái chỉ cần bộ phụ kiện 120.000, mình không có bán nha cô chú anh chị. Thì toàn là đầu chính hãng nè, bạc lót nồi sau nè, bạc đạn 6200 và hai cái khẩu canh lớn nhỏ. Rồi cái cụm sau á, cái cụm sau á thì mình không có nói tới. Đây là mình vô cái bọc như cái gì cô chứ nhớ giùm mình nè. Đây nhiều, đây là đủ gáp cho kim Thái rồi, ngon chạy là anh em mua rất là nhiều rồi. Tại mình không có bán bộ kim Thái, bộ kim Thái toàn là đồ lô của chứ chị. Thì cái cụm chuồng heo sau á là nó gáp bình thường như chị, gáp bình thường rồi mình không có nói, tại vì nó chỉ khác biệt. Đây cụm chuồng heo sao là nguyên cụm như thế này nha, mình bỏ ra ngoài rồi chút mình để vô nguyên cụm. Khi gáp á nhớ cho mình gáp cái anh em mà không phải là thợ á, gáp lắc lên nó gớt cái lồng đền phía giữa nè. Đó mình trét mỡ bò nhiều vô, mình cúc combo mình trét mỡ bò giữa lồng đền phía giữa đó, thì mình hãy gáp vô. Nếu không phải là thợ, thợ người ta chuyên nghiệp, người ta chỉ cầm lên vậy người ta nhét vô thôi, còn mình không phải là thợ á, mình lấy combo ra mình trét cái lồng đền ở trong đây nè, lồng đền canh á ở trong đây, rồi cái khâu này nè mình chọt vô cái đít nó nha cô chú anh chị. Rồi cái bạc đạn này là mình để lên cái này, nói chung là cụm sau nó không có vấn đề gì á, cứ rút cụm cũ ra rồi nhét cái cụm sau vô. Rồi cái cụm đầu á, cái cụm đầu của rim Việt nè là nó là như vậy. Thì anh em nào mua cái bộ này hôm nay chú ý giúp mình nha. Đó đây nè, thì đây là cái chuông nè, cái chuông nha, chính hãng nha cô chị. Vì thôi chính hãng, hàng xịn khỏi quảng cáo đi cô chú chị, quảng cáo ghét rồi mệt quá. Rồi đây là cụm bố dài nè, cụm bố dài nha cô chú anh chị, cụm bố dài nè đó, cụm bố dài rất là xịn, rất là đã. Rồi bỏ vô là ba cục nè. Rồi cái bộ phụ kiện là tới đây rồi nha, còn dư hai mảnh lại nè. Hai mảnh thì cô chú anh chị để ý giùm mình hai mảnh đây nè, hai mảnh ở đây. Và điểm chú ý cho mình, cây dên của rim Thái trong đây có lồng đền mỏng, tụt dục luôn cái lồng đền mỏng ra, chừa đúng cái bạc đạn như vậy nè. Ai mà chừa lồng đền mỏng vô là coi như gáp vô là hư bộ nồi nha, nói chung là dục bộ nồi luôn á, bó chuông luôn á. Gỡ ra chừa cây dên với bạc đạn vậy thôi, nhớ nha. Đây trống lỏng. Rồi cái khâu canh nè, lớn nhỏ thì bỏ cái khâu canh vô trước nè, bỏ khâu canh vô trước đó. Rồi bỏ cái chuông lên. Rồi ok chưa? Rồi bỏ cái lồng đền mỏng lên. Cái lồng đền nhỏ chứ. Rồi cho lọt cái lồng đền nhỏ vô. Rồi mình khui cụm bố, mình bỏ vô. Khui cụm bố mẫu bên mình nhưng coi chứ gì. Cụm bố mình bỏ vô. Rồi ok. Nè, siết tán nha, thiết tán lắc lên lắc xuống phải có khe kêu nè. Rồi vậy là ok. Đó nè, khe hở chuông, cái tiếng này là tiếng cạch kịch kịch này, khe hở chuông phải có cái khe hở đó chạy mới được. Đó cách gáp bộ nồi cho rim Việt kim Thái nó rất là ngon, tại sao không mua, mình thấy vô lý, vô lý. Nó không khác cái gì cái máy của rim Thái, rim Việt Nam khác nhau gì, có khác nhau là rim Thái nó chạy dở quá, mua đồ khó quá thôi. Rim Việt Nam nó quá ngon, Wenpha nó quá ngon. Rim Thái nói thiệt nha, hồi xưa chiếc rim Thái mới ra không có cái xe gì thì nó là ngon nhất, chứ bây giờ nó nhiều lựa chọn, nhiều lựa chọn chứ không phải là rim Thái ngon. Rim Thái thứ nhất mình phân tích cho cô chú anh chị, dền ngắn, lòng ngắn, cái gì cũng ngắn hơn ta hết, cái gì cũng thua người ta hết, mà ngon đâu mà ngon. Thật ra ngon nhất chiếc rim Thái so gì độ bền, nó không bền nổi qua chiếc Sirius. Chiếc Sirius là nó trâu hơn rất là nhiều, chiếc Sirius Jupiter trâu hơn rim Thái.
anh em đồn Diêm Thái, mình phân tích ra đâu đó mình nói thì Diêm Thái đồng ý, vì hồi xưa cô chú anh chị mua mắc tiền chứ thật ra với mua xe giờ đừng mua xe nhập kiếm phụ tùng cực lắm đó. Rồi ok, mình xin cảm ơn các cô chú anh chị. Thì cái bộ Diêm Thái á, cái bộ mà để gáp cho Diêm Thái trọn bộ như thế này á là 1.550.000 nha cô chị, quá rẻ, chính hãng nè, bố dài nha, bố dài nè, quá đẹp. Rồi mình xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.